Từ năm 2002 đến nay, cứ mỗi mùa tuyển sinh, chương trình tiếp sức mùa thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức với thông điệp Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn lại được diễn ra sôi nổi. Từ cái tên chương trình là Tiếp sức mùa thi đã nói lên được tính nhân văn xã hội sâu sắc. Chương trình bao gồm các hoạt động giúp đỡ và hướng dẫn các thí sinh của kỳ thi này. Chương trình Tiếp sức mùa thi 2017 sẽ diễn ra trên toàn quốc từ 11 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2017. Chương trình Tiếp sức mùa thi xác định mục tiêu quan trọng nhất vẫn là hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh bớt đi những gánh nặng, nỗi lo về phương tiện, cách thức đi lại, nơi ăn ở từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho cuộc thi lớn nhất hàng năm này. Để thí sinh nắm bắt thông tin của chương trình, lúc 14:30 ngày 19 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức trực tuyến với chủ đề Đồng hành cùng thí sinh. Khách mời của chương trình gồm đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên tâm lý Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Tuyết Như, phó phòng kế hoạch nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Tuấn, phó giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.